dây nhợ quá trời. Nó lận đận cái dây nhợ đó rối nùi như đường tình duyên của Nia vậy đó. Rồi cái hoa, cái bông nữa. Xin chào tất cả mọi người, lại là Đi đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đi Tarot Tâm sự cùng người lạ. Ta-ra. Ok, ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều thứ mới. Xin được điểm qua những thứ mới sau đây nha. Cái đầu tiên đó là ngày hôm nay Đi không có make up. Tức là cũng có sương sương, nói không thì cũng kỳ, tức là hơi sương sương thôi. Lý do là có hai cái. Một là những cái bạn mà Đi gặp Đi bên ngoài á, nói là ở bên ngoài thì Đi nhìn thân thiện hơn trên clip. Cho nên tôi nói, ủa sao kỳ vậy ta, tôi có gì đâu mà không thân thiện trên clip. Nên bây giờ Đi bớt lại, bớt cái cốc lại chút xíu để cho nó thân thiện chút xíu, ok. Cái thứ hai là bởi vì cái hũ kem nền tôi hết rồi. Cái đó mới là cái ý chính đó các bạn. Cái hũ kem nền ok, ngày hôm nay cái mới thứ ba nữa đó chính là một cái chuyên mục mới ở trong kênh của Dia Tarot Tâm sự cùng người lạ. Đó chính là chuyên mục ở một diễn biến khác. Tức là trong cái chuyên mục này, Dia sẽ ngồi reaction lại những cái teaser hoặc là trailer của MV, của phim. Nhớ là chỉ là teaser hoặc trailer thôi nha. Dia chỉ review teaser hoặc trailer thôi. Thì review cái đó có gì đâu, review thì Dia sẽ nói có cái này để review đây. Cái review ở đây đó chính là Đi sẽ xem xong cái teaser và trailer đó, xong sau đó Đi sẽ sử dụng bộ bài của mình để rút các lá bài cho cái clip đó, cái phim đó, hoặc là cái teaser, cái MV đó, để xem là những cái diễn biến tiếp theo nó sẽ như thế nào. Thì thật ra đây là một cái cách mà Đi chơi cho vui á, chứ mình cũng không có chú tâm đến cái gì là có đúng hay không đúng, bởi vì những cái biến số của cái việc xem ra những cái thứ đó rất là lớn. Bởi vì hẳn là cái bạn ca sĩ nó cũng không ngồi đây để Đi ngồi coi cho bạn đó, tại nên đã thấy được cái biến số rất lớn từ cái nguồn năng lượng, nó không có chắc chắn rồi. Cho nên những cái vlog này á, những cái vlog này Đi làm á là chủ yếu là để vui thôi nha mọi người, vui thôi, just for fun thôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với ở một diễn biến khác. Bởi vì đó tôi mới gọi lại ở một diễn biến khác, chứ không thôi là tôi nói ở một diễn biến đúng rồi đó. Diễn biến khác tức là có thể cái diễn biến thật sự của nó là cái A, nhưng Đi sẽ nói đó là cái B. Hên đó Đi nói chúng thôi, còn nói chúng thì cũng thôi, đúng không? Rồi ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ reaction cái trailer của MV của Sơn Tùng. Ok, của Sơn Tùng thì sếp Tùng vừa mới ra một cái teaser, một cái trailer mới, có nói teaser rồi. Trailer mới tên là Có chắc yêu là đây. Ok, thì ngày hôm nay Đi sẽ sử dụng bộ bài của mình, đó là bộ Tarot The Contemplation. Đây, Tarot The Contemplation. Ok, mọi người thấy rõ chưa? Ok, để reaction cho ngày hôm nay thì khi mà Đi xem xong clip thì Đi sẽ ngồi xào bài và lấy ra một số câu hỏi. Ok, bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Đi đã search sẵn rồi. Cái tên của cái trailer mà Sơn Tùng tung ra nó là Có chắc yêu là đây. Wow, để coi ngày hôm nay sếp Tùng quay trở lại sẽ như thế nào nha. Tại lâu lắm rồi mới thấy sếp Tùng ra clip á. Đi thì Đi không phải là một cái fan cứng của sếp đâu, nhưng mà kiểu giống như là Đi cũng có tinh thần ủng hộ. Wow, vô đó các bạn. Ok, cái này là dạng như một cái clip nhạc, đúng hơn là như vậy, chứ nó không hẳn là một cái MV đâu. Wow. Điên đảo quá rồi, điên đảo quá trời rồi, dây nhợ nữa. Chết rồi. Quá trời điên đảo. Có chắc yêu là đây. Chúng ta coi lại một lần nữa nha. Nó nhanh quá, nó chớp nhoáng quá mọi người à. Làm lại. Ok, đầu tiên này vô cái là sếp ngồi giữa cái sàn trống không nè. Có chắc yêu là đây. Dây nhợ quá trời. Nó lận đận cái dây nhợ đó rối nùi như đường tình duyên của Nia vậy đó. Rồi cái hoa, cái bông nữa. Hứa luôn cái bài này hay. Thiệt sự là sếp. Ok, xong rồi. Thiệt sự á, là sếp Tùng ra bài nào á thì Đi nhìn thấy là bài đó đều có cái chất riêng cả. Chưa có cái bài nào mà Đi nghe của sếp Tùng mà
thấy nó dở hết nha mọi người, thấy nó rất là hay. Có thể ban đầu cái âm dai của nó hơi nhanh, cái điệu, cái tempo nó hơi nhanh á, cho nên những cái bạn mà não chậm như đi á là phải nghe rất nhiều lần thì mới nghe ra được cái lời. Nhưng mà chủ yếu á là đến nghe nhạc của Sếp Tùng là nghe cái beat và nghe cái melody của cái bài nhạc đó. Mới phiêu phiêu có vài câu có chắc yêu là đây thôi á mà đi đã cảm thấy là wow, good rồi nha, đợt này cũng không có giỡn đâu á. Nhưng mà nói không giỡn như vậy thôi, chứ Dear sẽ vẫn phải reaction. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có bộ bài Tarot The Contemplation để chúng ta cùng reaction thôi các bạn. Áo á, tôi ghét ghê á. Đó, ok đây. À, bật mí luôn, các bạn có đi kiếm bộ này trên mạng thì cũng không ra đâu, bởi vì bộ bài này là bộ bài của Dear vẽ. Ok. Ok, để lấy ra hết nè. Rồi, để qua một bên. Đầu tiên á, đi muốn xem á là liệu rằng cái MV này của sếp nó nói về cái thông điệp gì? Một cái thông điệp từ cái MV của sếp ha. Một cái thông điệp từ MV của sếp. Ok, sếp có mang 10 kiếm, lá 8 tiền, lá 2 tiền, lá thay gậy và cuối cùng là lá này cup. À, dường như á là cái clip này của sếp nói về những cái sự sợ hãi hoặc là tổn thương trong tình yêu. Ten of Swords để hiện là dạng như một cái con người suy nghĩ quá nhiều. Có thể là cái chàng trai ở trong cái clip của sếp là một người suy nghĩ quá nhiều, hoặc là trong cái mối quan hệ này cái người đó là người suy nghĩ quá nhiều, xong rồi đặt ra những câu hỏi có chắc yêu là đây hay không, có chắc đây là tình yêu hay không, hay là đang bị lừa dối nữa. Nhưng mà ở đây đi nhìn thấy tiếp tục á có lá 8 tiền, nhưng mà dường như cái chàng trai này á vẫn bị cuốn theo cái mối quan hệ đó, hay còn gọi là bị mị á. Hay còn là bị mị á. Đối với các bạn gái người ta gọi là mê trai các bạn. Ok, ta gọi là bị mị đó. Ok, tiếp ha. Và rồi thì có thể rằng là thấy được việc là có người này bắt đầu thức tỉnh. Page of One. Thấy được việc rằng là người này bắt đầu ý thức được. Nhưng mặc dù cái ý thức của họ trong mối quan hệ này đang khá là mong manh, cái ý thức là ta bị lừa rồi đó, hoặc là trong mối quan hệ này chưa chắc đã là tình yêu đâu, cái kiểu giống như vậy. Nhưng mà đã ý thức ra thì nó quá muộn màng rồi. Nhưng mà cuối cùng thì cái thông điệp nó vẫn muốn gửi đó, nó chính là đầu tiên mình phải yêu bản thân mình trước, hoặc là hãy chắc chắn rằng là mình hiểu rõ bản thân mình thì mới đòi hỏi kêu cầu đến việc hiểu người khác, hoặc là để cho người khác yêu đương bản thân mình. Đó chính là cái thông điệp đầu tiên. Cái thứ hai, Dear muốn xem rằng là cái clip này nó sẽ tốn bao nhiêu thời gian để được to lên top thịnh hành nha. Ok, để xem clip này sẽ tốn bao nhiêu thời gian để lên top thịnh hành. Trời, mà Dear nghĩ là sếp clip của sếp thì nhanh nè chứ không có chậm đâu, sếp xịn mà. Ok, 4, 5. Dear có lấy ra 5 lá bài. Đầu tiên á là lá The Hermit. The Chariot, wow, rất nhanh nha. Mở ra là The Chariot liền nha các bạn ơi. Đây, The Chariot, rất nhanh. Rất nhanh chóng nha các bạn. Tiếp là có lá Queen of Cup, Five of Cup, Four of Cup, Three of Pentacles. Trời ơi, Three of Pentacles, tôi thấy là đội ngũ những con người hâm mộ sếp Tùng sẽ ngồi cày view cho sếp. Sẽ ngồi cày view cho sếp là chắc luôn rồi đó. Bây giờ đi đang quay là lúc 1 giờ trưa đó mọi người. Cái nóng của Sài Gòn, bao nhiêu cái nó khắn vô da của Lia, nó nóng khủng khiếp luôn. Rồi ok, chúng ta quay lại nè. Thì cái clip này cũng sẽ rất là nhanh thôi. Nếu mà như thế này là tầm vào những con số này là 7 tiếng hoặc là 6 tiếng hoặc là 9 tiếng thôi, chỉ trong vòng đó thôi, tức là nội trong một ngày thôi, clip sẽ lên được top thịnh hành cho mà xem. Top thịnh hành, nhưng mà tôi cũng chưa biết là top mấy thịnh hành nha. Nhưng mà chắc chắn sẽ được lên top thịnh hành nội trong khoảng thời gian đó thôi, mấy tiếng đồng hồ thôi, tầm khoảng 7 tiếng, 6, 7, 9. Đó là những con số mà đi cảm nhận được trong cái tụ bài vừa rồi. Cái tiếp là cái mà đi cảm thấy là nên hỏi nhất. Bởi vì các bạn cũng biết là sếp Tùng từ xưa đến giờ, mặc dù đi rất là kiểu như đi không phải là một fan của sếp Tùng, nhưng mà đi khá là thích cái gu của sếp Tùng. Tại sao mà đi không phải là fan? Tại vì từ xưa giờ đi chưa là fan của ai hết. Có thể đi rất là thích nghe nhạc của Đen Vô nè, anh Đen đó, rồi xong cũng khá là thích nghe nhạc của Vũ Cát Tường, rồi nhạc của chị Thu Minh. Nhưng mà đi chưa bao giờ tự nhận mình là fan của bất kỳ ai cả. Bởi vì khi mình nói mình là fan của ai là mình phải có cái gọi là ý thức giữ hình tượng cho cái người thần tượng của mình á. Cho nên là đi mở lắm, nói chung là đi thích thì đi nghe thôi. Và sếp Tùng cũng là một trong những cái người mà đi rất là hóng luôn. Bởi vì nhạc của sếp á, mọi người biết á là rất là hay, giống như cái bài mà cái bài gì mà sếp quay mà mặc đồ Gucci đó ta. Rồi nhún nhảy điệu nhạc điệu theo kiểu của tụi dùng biển đó. Na 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 na
Trời ơi, tôi mê cái bài đó khủng khiếp mấy bạn. Tôi mê lắm, đia mê cực kỳ luôn. Vậy thì chúng ta vẫn phải hỏi tới là liệu cái clip này của sếp, cái bài hát này của sếp nó có va phải những cái scandal đạo nhái hay không. Bởi vì á, đi cảm nhận á là sếp có một cái tài năng rất là lớn. Đi phải nhìn vào cái tài năng của sếp là sếp là cái ca sĩ Việt Nam rất là ít người được như sếp đem cái tầm nhạc của mình ra tầm quốc tế. Cho nên là chúng ta nên phải hỏi tới cái này để xem là liệu cái clip này của sếp có bị tố scandal là như thế nào nữa hay không. Ok, Dia vẫn sẽ lấy 5 lá cho cái clip này của sếp. Đầu tiên có lá Knight of Swords, chắc chắn sẽ có kẻ ghen ăn tức ở, có tiểu nhân. King of Swords bàn tán rất nhiều, bắt đầu tiểu nhân phao tin, dư luận nhào vô, tất cả mọi thứ lên ngôi. Nhưng mà có lẽ cái clip này cái bài nhạc này của sếp á, thì mặc dù người ta có đặt ra những cái nghi vấn, mặc dù người ta cũng có bàn tán xôn xao đến những cái điều này, nhưng mà đi nhìn thấy rõ luôn là không, những cái chuyện đó sẽ không có xảy ra, những cái scandal trong lần này sẽ không có xảy ra. Bởi vì các bạn biết không, sếp quá xịn để cần những cái scandal mà từ xưa đến giờ. Theo đi nghĩ nha, là sếp Tùng chẳng bao giờ sử dụng scandal cả. Có thể rằng là những cái bài trước đây nó có những cái âm giai khá là giống một số bài hát khác, nhưng mà cái đó là theo cái cảm nhận riêng của mỗi người thôi ha. Còn đối với Đi là sản phẩm âm nhạc nào thì Đi cũng sẽ rất là tôn trọng đó thôi. Ok, còn đối với cái này thì Đi nhìn thấy là vâng, vẫn có những cái con người tiểu nhân, mà cái người tiểu nhân này rất có thể là một người nam, một ai đó người nam không quá già, không quá đứng tuổi đâu, phao những cái tin người ta gọi là trẻ trâu á, phao tin lên rồi xong báo chí ông lớn nhảy vô rồi xong làm rùm beng lên nát. Nhưng mà không sao, cuối cùng thì cái clip này của sếp thì Đi vẫn cảm thấy là ok, nó sẽ có những cái tín hiệu rất là tích cực. Hồi nãy trong clip của sếp thì Đi có chú ý là ngay cái chỗ có cái bông hoa nở ra mọi người đó, thì Đi đã nghĩ ra thêm một cái nữa, có thể là Đi sẽ lấy thêm một bộ bài cho sếp nữa để xem là cái bông hoa đó mang cái ý nghĩa gì ha. Ok, quay lại rồi đây các bạn ơi. Và đây là bộ bài mà Đi định lấy cho sếp nữa đó, chứ là bởi vì hồi nãy Đi thấy một cái bông hoa mẫu đơn, cái hoa pony, không biết phải là hoa mẫu đơn hay không. Nhưng mà trong đây nó có để nè, đây là bộ bài Botanical Inspiration. Nó nói chuyên về những cái loại hoa, về những loại thảo dược rất là hay. Nhưng mà đa số này là hoa nha, không có thảo dược trong đây nhiều đâu. Tiếp, thì hồi nãy Đi có nhìn thấy một cái lá pony, tức là lá hoa mẫu đơn, thì Đi cũng sẽ ngồi lấy lại cái lá đó cho mọi người xem là hoa mẫu đơn thì nó có một cái thông điệp gì. Đi nghĩ là nó sẽ có một cái thông điệp ẩn ý đó. Trời, kể cho mọi người nghe là như thế này. Trong ngày đẹp trời, sáng ngủ dậy xong rồi á, cái bé trợ lý của Đi nó mới nhắn tin là trời ơi Đi ơi, Đi có biết là Sơn Tùng ra teaser mới chưa, là ra trailer MV mới chưa. Xong Đi mới nói ủa chưa biết, có biết đâu à. Xong là nó bắt Đi lọ mọ ngồi quay cái react này luôn á. Đây rồi, có rồi. Cho nên rằng là tôi đang chưa chuẩn bị cho, đang bận cái bộ đồ ngủ sáng giờ luôn. Quỷ ha. Rồi ok, chúng ta có lá pony. Ok, cái lá pony nó thể hiện cho một cái sự thành công, một cái sự giàu có và thịnh vượng. Cái lá này thì nó nói hẳn về sự thịnh vượng luôn. Nếu mà muốn biết chắc hơn, đợi Đi 5 phút. Ok, đúng rồi nha các bạn. Quay lại đúng rồi đó. Cái lá pony, cái này nó thể hiện cho sự thịnh vượng. Trời ơi, nhưng mà nó cũng thể hiện cho một cái sắc đẹp mong manh á. Bởi vì cái bông hoa mẫu đơn trong đó là một cái bông hoa màu trắng, và nhụy ở giữa là một màu đỏ, một màu đỏ tinh nguyên, một màu đỏ trinh nguyên đó mọi người. Nhìn nó theo kiểu là một cái mối tình trinh nguyên, và bên trong là một cái sự đậm tình quê hương dân tộc. Ok, đó. Thì cái lá pony này nó gửi đến là một cái thông điệp của sự thịnh vượng, hoặc là lòng trắc ẩn, hoặc là lòng trắc ẩn. Trong bộ bài này thì lá pony này là một sự thịnh vượng hoặc là lòng trắc ẩn. Nhưng mà Đi nghĩ rằng là cái ẩn dụ của hình ảnh cái bông hoa nở ra, và cái bông hoa là hoa màu trắng và cái nhụy là nhụy màu đỏ, nó thể hiện cho một cuộc tình, một cuộc tình trinh nguyên, một cuộc tình đông đầy đó, dạng giống như vậy. Ok, ok, thì thật ra là cái trailer của sếp á, Đi nhìn thấy là cũng khá là ổn đấy, và hình ảnh cũng được. Nhưng mà Đi lại thích review những cái mà gần giống như MV hơn á. Thì bây giờ không biết rằng là cái này nó có phải là MV hay không, thì chúng ta cần phải ngồi đợi lận. Bây giờ theo lịch đó là đợi đến tận ngày 5. Ok, đợi tận ngày 5, và đến ngày hôm đó chúng ta sẽ cùng xem là sếp Tùng sẽ làm gì, có giống như những gì như Đi nói hay không, bài nhạc nó có cái ý niệm giống như Đi nói hay không, một thông điệp
cho các bạn từ bài nhạc này. Dear sẽ sử dụng một lá bài, một thông điệp. Ok, temperance, làm mới bản thân, chú ý bản thân. Hay kiểu là bạn cần có cái sự tĩnh lặng lại. Đôi khi mình cần phải có sự chậm lại để suy nghĩ, cần phải sự chậm lại để làm mới bản thân, để đánh giá về một điều gì đó, để đánh giá những sự kiện nào đó. Ok, đi nghĩ là cái clip reaction đến đây cũng đã rất là vui rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái reaction của Dia. Và nếu mọi người muốn Dia reaction thêm những cái trailer hoặc là những cái teaser nào nữa thì các bạn nhớ comment xuống phía dưới những cái tên đó nha. Còn clip của chúng ta ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. À mà đừng quên là nhớ đóng góp câu chuyện của mình cho kể đi đi nghe nha chưa. Đi sẽ để cái link ở phía dưới đó ha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong Dia Tao Nói Tâm Sự Cùng Người Lạ tập tiếp theo. Bye bye.